Sang tháng 10 âm lịch, tuổi Sửu được tài tinh chiếu mệnh, thực thần phù trợ, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, như mọi người thường thấy rằng, tuổi Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến bởi tính cách cần cù. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội đang đến. Nhưng họ cũng rất chân thành và tin tưởng trong cách đối xử với bạn bè. Lời nói và việc làm của những người tuổi Sửu thường đi liền với nhau. Đó là tính cách nổi bật của họ. Chính nhờ sự mạnh mẽ, chăm chỉ và tốt bụng mà tử vi học có nói, điểm sáng lớn nhất của người tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch sắp tới chỉ có tình hình tài chính được tài tinh chiếu mệnh, thực thần trao cho bản mệnh những cơ hội kiếm tiền tốt. Thời điểm này có lẽ là thời điểm đếm tiền mỏi tay của tuổi Sửu. Vậy để có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt những yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh. Đôi khi, điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch của 12 con giáp, điểm sáng lớn nhất của người tuổi Sửu đến từ tình hình tài chính khi được tài tinh chiếu mệnh. Thực thần trao cho bản mệnh những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Tài lộc của những chú trâu đang trên đà khởi sắc rực rỡ, nguồn thu đến từ cả chính tài và thứ tài. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của người thân, bạn bè để mở rộng quy mô và nguồn vốn đang có, từ đó thu về khoản lời khá lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp này của con giáp không được hanh thông như đường tài lộc. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn có thể gặp phải trắc trở trong sự nghiệp bất cứ lúc nào, thậm chí mọi thứ còn dậm chân tại chỗ. Không có bất cứ sự đột phá nào, dù không thể phủ nhận những chú trâu đã cố gắng rất bền bỉ cũng đạt được những thành quả nhất định nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của mình. Nhưng so với mục tiêu bạn đề ra thì mọi thứ vẫn còn xa. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, trì trệ, thậm chí nghĩ đến bỏ cuộc chơi. Bạn nên đặt ra những mục tiêu rõ ràng hoặc tham vọng. Nếu vội vàng với thực tại thì bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh tụt hậu, thua kém mọi người xung quanh. Tình cảm nhiều khúc mắc cũng là điều khiến bạn mệnh đau đầu. Công ty đối mặt với đủ vấn đề rắc rối, về nhà lại chịu đựng thái độ hậm hực, chiến tranh lạnh từ người ấy khiến bạn như muốn bùng nổ. Lúc này, nếu hai bạn không nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, sẽ rất dễ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân. Bởi trong những phút yếu lòng, chỉ cần một trong hai không nghiêm cẩn giữ mình dưới cái mát, tìm đến người khác để giải bày tâm sự, tình yêu của hai bạn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào do thiên cầu ngấm ngầm hãm hại. Về sức khỏe, mệnh chủ cần chú ý đến những tác nhân gây chấn thương từ bên ngoài như va quệt xe cộ, bị té ngã. Trong tháng, có thể bạn sẽ phải dịch chuyển nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại và tham gia giao thông cũng như an toàn lao động. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Sửu sẽ phải trải qua trong tháng 10 âm lịch,
Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Sửu qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi sự nghiệp của tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Sửu không được như ý cho lắm. Mặc dù bản mệnh vẫn giành được những thành quả nhất định nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của mình, nhưng so với mục tiêu đề ra thì vẫn còn xa. Những chú trâu vốn có tính trầm lặng và chín chắn. Vì vậy, bạn biết mình cần phải có cách ứng xử như thế nào là phù hợp nhất trong mỗi tình huống khác nhau. Nhờ vậy mà tính đến thời điểm này, bạn đã đạt được những bước tiến vững vàng trên con đường sự nghiệp. Bạn cũng giành được sự tin tưởng rất lớn từ đồng nghiệp và cấp trên với thái độ nghiêm túc và cầu tiến của bản thân. Song đời không như là mơ, mọi chuyện không phải lúc nào cũng tiến triển theo cách mà ta muốn nó vận hành. Nhất là khi trong tháng 10 này, nguyệt lệnh lâm đát mộ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vận trình của bạn khó bề được như ý. Nhiều dấu hiệu cho thấy bạn có thể gặp phải ngăn trở trong sự nghiệp bất cứ lúc nào, thậm chí là mọi thứ còn dậm chân tại chỗ, không có bất cứ sự đột phá nào. Không thể phủ nhận, những chú trâu đã cố gắng rất bền bỉ, cũng đạt được những thành quả nhất định nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của mình. Nhưng so với mục tiêu bạn đề ra thì mọi thứ vẫn còn xa. Lại thêm thiên cầu hung tinh đe dọa, tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, sẽ vướng phải những sai sót không đáng có. Hãy chú ý kiểm tra kỹ càng mọi thứ sau khi làm xong để tránh để lại hậu họa về sau, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nắm thóp bạn. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, trì trệ, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bạn nên đặt ra những mục tiêu tham vọng và rõ ràng hơn. Nếu vội hài lòng với thực tại thì bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh tụt hậu, thua kém. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều may mắn và cơ hội được quý nhân tương trợ. Theo phong thủy, phi tinh, tháng này phương chính đông có sao lục bạch, chủ chức vụ bay vào, phương vị này trong nhà nên chú ý dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ, có thể bày thêm những vật phẩm phong thủy, vượng quý nhân để tăng thêm may mắn cho vận trình của mình. Tài lộc của tuổi Sửu, bù đắp những khó khăn trong công việc. Đường tài lộc của người tuổi Sửu rõ ràng đã có những khoản thu nhập khá đáng kể. Tháng này, bản mệnh được tài chính chiếu mệnh, thực thần trao cho con giáp này những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Tài lộc của những chú trâu đang trên đà khởi sắc rực rỡ, nguồn thu đến cả từ chính tài và thứ tài. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của người thân, bạn bè để mở rộng quy mô, nguồn vốn đang có. Từ đó, thu về các khoản lợi nhuận khá lớn. Người làm kinh doanh tìm kiếm được những mối làm ăn hứa hẹn, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tiến về phía trước thì bạn có thể chinh phục được mọi thách thức của công việc. Nếu ai đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư đều có thể tiến hành vào thời điểm này khá phù hợp. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trong các dự án mới, đặc biệt là ở lĩnh vực bạn chưa thực sự quen thuộc. Tốt nhất là nên bắt đầu bằng những thứ thật nhỏ, rồi đợi đến lúc chúng lớn lên, bạn cũng đã quen với môi trường đó thì chẳng có gì phải quá lo ngại. Những ai làm ăn nhỏ, tuy không thu về khoản lợi lớn như những người khác, nhưng về cơ bản, lúc này khá rủng rỉnh tiền tiêu. Đối với kế hoạch lâu dài thì không phải lo lắng gì nhiều. Xem tình hình tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng trung cung gặp thất xích, chủ về tranh chấp. Điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán, có kẻ ngáng đường, gây chuyện thị phi, tranh cướp. Tình duyên của tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng, đáng buồn là chuyện tình cảm của người tuổi Sửu gặp khá nhiều trở ngại, khúc mắc. Có những vấn đề xảy ra nhưng bạn thậm chí còn không biết nguyên nhân là tại sao. Cơ hội để người độc thân gặp được người trong mộng trong tháng này là rất ít. Có lẽ bạn nên chủ động tham gia các hoạt động tập thể, chăm chỉ ngoại giao, tiếp xúc với người khác giới thì đào hoa mới khởi sắc. Xác suất bày tỏ tình cảm thành công cũng không cao, nhưng bạn đang trong tình trạng thầm thương, trộm nhớ ai đó nên cân nhắc điều này để tránh tổn thương cho chính bản thân mình. Còn với các cặp đôi, mối quan hệ tình cảm nhiều khúc mắc cũng là điều khiến bản mệnh khá đau đầu. Ở công ty đối mặt với đủ mọi vấn đề rắc rối, về nhà lại chịu đựng thái độ hậm hực, chiến tranh lạnh từ người ấy khiến bạn như muốn nổ tung. Lúc này, nếu hai bạn không nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, sẽ rất dễ tạo điều kiện cho người thứ ba chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của hai bạn.
Bởi trong những phút yếu lòng, chỉ cần một trong hai không nghiêm cẩn giữ mình dưới cái mát, tìm đến người khác để giải bày tâm sự, tình yêu của hai bạn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào do thiên cầu ngấm ngầm hãm hại. Sức khỏe của tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch. Về sức khỏe, không có trở ngại nào lớn xảy ra với tình hình sức khỏe của người tuổi Sửu trong tháng này. Tuy vậy, một số yếu tố từ ngoại cảnh như ô nhiễm môi trường, thời tiết thay đổi, áp lực cuộc sống nên cơ thể sẽ suy nhược, thần kinh căng thẳng, dẫn đến tình trạng ốm vật, sụt cân, suy giảm trí nhớ. Ngoài ra, trong tháng có thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, con giáp này cần chú ý đến những tác nhân gây chấn thương từ bên ngoài như va quẹt xe cộ, bị té ngã. Trong tháng, có thể bạn sẽ phải dịch chuyển nhiều nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại và tham gia giao thông cũng như an toàn lao động. Mọi sự của tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch đều không có điều gì nổi trội dù được quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, sự nghiệp lại gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Chính vì vậy, để có thể hóa giải được vận hạn trong tháng, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Sửu hãy đeo vật phẩm bát bảo tâm kinh hàng ngày. Vòng sẽ như một quý nhân giúp cho công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến và tiền tài dư dả. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Bát Mê Hum, mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên với sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào!